một giỏ quà Tết mang đậm được cái tinh hoa ẩm thực của phố Hiến á. Thường thì sẽ có 3 sản phẩm chủ đạo như mật ong, long nhãn, hạt sen. Ngoài ra khách có thể chọn thêm những sản phẩm bột sắn này, các loại trà, trà ngũ tâm sen, trà hoa cúc. Năm nay ạ thì có thêm cái sản phẩm đó chính là long nhãn ôm sen, thì được khách hàng rất là ưa chuộng. Ăn vào thì sẽ có thấy là giảm độ ngọt của long nhãn và tăng lên vị bùi, vị ngậy của hạt sen. Có những set quà 2 sản phẩm này, 3 sản phẩm và 5 sản phẩm. Những set quà dao động từ trên 200.000. Tôi thuê họa sĩ vẽ tay ạ, toàn bộ về những di tích Hương Yên, mong muốn được giới thiệu cho tất cả những khách hàng trên toàn quốc về Hương Yên. Khi mà khách hàng, nhất là những người là người Hương Yên nhưng mà ở công tác ở những cái tỉnh khác, mang cái sản phẩm của quê hương đi biếu đi tặng, thì ngoài cái giá trị về đặc sản của Hương Yên thì người ta sẽ biết thêm về những cái di tích của Hương Yên hiện đang có. Giỏ quà Tết của mình thì nó tùy thuộc vào đối tượng khách hàng mà mình đi tặng ạ. Ví dụ như là đối với người già thì sẽ hướng đến có những sản phẩm như là mật ong long nhãn này, các loại trà ngũ tâm sen này, hoặc là trà hoa cúc để tốt cho sức khỏe. Còn đối với những người ví dụ như trẻ trung hơn thì mình sẽ hướng đến sự lựa chọn trẻ hơn, ví dụ như là các cái sản phẩm mứt sen này, long nhãn ôm sen và các loại ô mai. Trong ngày Tết mà bày những cái đĩa mứt sen hoặc là long nhãn ra thì ai mà ở xa quê sẽ cảm thấy là hương vị Tết và hương vị của quê hương. Ví dụ như đây là long nhãn ôm sen và mứt sen thì mình có thể sử dụng trong ngày Tết này. Khách đến chơi thì có thể nhâm nhi cùng với cái chén chè mạn rất là hợp ạ. Khi mà tìm mua những giỏ quà Tết ấy thì khách hàng nên chọn những cái cơ sở có uy tín này, rõ nguồn gốc này, hoặc là những sản phẩm có giấy chứng nhận OCOP này, vệ sinh an toàn thực phẩm ạ.